toàn bộ quá thuyết trình ra vụ việc đã được camera bình an trong quán cà phê khắc ghi được. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 10 vừa qua, một khách hàng đang đứng trước quầy để order đồ uống thì một cô gái áo hồng xuất hiện. Cô gái này không xếp hàng mà chen lên trước để thanh toán tiền khiến vị khách đến trước tỏ ra khá nóng mắt. Người này đập mạnh tay xuống quầy, rồi quay quýt phái đẩy cô gái kia té dúi dụ xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, vị khách còn dùng chân đạp, rồi tát cô gái. Thời điểm đó, trong quán có hai nhân viên và ba khách nữa, mọi người tỏ ra rất bất thần và không có ý muốn chạy tới can ngăn sự việc. Được biết, vụ việc xảy ra trong một quán cà phê ở Trung Quốc. Không xếp hàng khi mua đồ ở quán cà phê, cô gái bị tấn công. Những gì diễn ra liếc khiến dân mạng xôn xao, luận bàn không kết thúc trên các diễn đàn. Cô gái áo hồng tỏ ra thiếu ý thức khi không xếp hàng, chen ngang gây ảnh hưởng đối với người đến trước. Tuy vậy, hành động côn đồ dạy bảo cô gái của vị khách kia cũng chẳng được tập thể tán thưởng, hoan nghênh. Một lời nhắc nhở có lẽ là hợp lý trong trường hợp này.